À, thầy hiểu các em là chất lượng cao tiếng Việt, thầy hiểu. À, đầu ra yêu cầu tiếng Anh của các bạn là bao nhiêu điểm? Dạ 600 điểm tôi ích thể ạ. 600, 600 không phải là một con số dễ đâu nha. À, các bạn biết tại sao mà thầy sử dụng thầy và nhiều thầy cô khác và thậm chí sau này các bạn học chuyên ngành cũng thế, là hầu như là sử dụng các cái bài file bài giảng bằng tiếng Anh hết. Lý do tại sao đó là một trong những cái mục tiêu của trường, một trong những cái định hướng của trường trường của mình đó, sau này muốn định hướng là cái tiếng Anh đó là ngôn ngữ chính dùng trong trong trường luôn, dùng trong trường chúng ta đó, tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính. Thành thử ra hiện tại bây giờ các cái bài file bài giảng này kia thì cũng được trường khuyến khích là trình bày ở các khoa bài giảng được là trình bày ở dạng là tiếng Anh. Và thật ra cái này cũng là một trong những cái bước mà để các thầy cô chuẩn bị cho các bạn, đưa các bạn vào cái môi trường buộc phải học là phải dùng tiếng Anh liên tục. À, thành ra là trong cái chương trình các bạn học đó là thầy sẽ dùng cái bài giảng tiếng Anh thầy dạy các bạn. Tuy nhiên, tất nhiên là lời giảng bài tập, bài giải bài tập mà các bạn nộp cho thầy cũng như bài thi của các bạn thì các bạn có quyền dùng tiếng Việt. Các bạn chỉ mỗi việc là phải sử dụng tài liệu tiếng Anh. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các bạn chơi vơi. Các bạn thấy ở trong cái trang FAQ của các bạn, thầy có một cái folder, là trong đó chứa toàn bộ các bài giải tiếng Việt cho các bạn, các bài giảng tiếng Việt. Nó là cái nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn đấy. Đó, các bạn đã bấm vào, các bạn download thì các bạn sẽ thấy được cái file bài giảng đó, được không? Như thế thì đã giải đáp được thắc mắc cái câu hỏi của bạn, đó là tụi em là chất lượng cao tiếng Việt, hiểu rồi ha. Thì các bạn nhớ nha, 600 điểm thôi không phải đơn giản. 600 hay 650? 500 hay gì này, 600 Không không, bây giờ 500 là cũ lắm rồi, xưa thiệt là xưa rồi. Thầy nhớ hiện tại là không còn 500 nữa, tăng lên rồi. 600 đó thầy. À, bạn có bạn thì nói là 550, các bạn nói thì 600, mà cái lớp hồi nãy thì lại nói là với thầy là 650. Thì cái đó đó các bạn nên kiểm tra lại cho kỹ nha. Và cái lời khuyên của thầy đối với các bạn đó, bắt đầu học tiếng Anh đi, nếu không không kịp đâu. Các bạn bắt đầu đăng ký học tiếng Anh ở trong trường của mình hoặc là ở bên ngoài đi. Tìm hiểu xem rồi bắt đầu ghi danh đăng ký đi. Đây là thời điểm bắt đầu khởi động học tiếng Anh từ từ được rồi. À, không nên là vui chơi trong chiến thắng quá lâu. Chúng ta vào được trong trường sư phạm kỹ thuật là rất là danh giá rồi ha. À, nó sẽ danh giá hơn nếu như chúng ta tốt nghiệp đúng hạn và tốt nghiệp với cái điểm số tốt. Thì các bạn biết đó, rất nhiều sinh viên không ra trường, bị chậm ra trường hoặc không ra trường được là do tiếng Anh. Thật ra bây giờ tiếng Anh, tại sao trường chúng ta đặt ra cái yêu cầu ngặt nghèo như vậy? Các bạn nghĩ coi, nếu như các bạn tốt nghiệp sư phạm thuật mà ra trường các bạn có thêm cái điểm TOEIC 600 nữa, các bạn phỏng vấn ở đâu, các bạn vô vòng hồ sơ là các bạn thắng rồi. Các bạn đi phỏng vấn á, tại vì điểm số tiếng Anh như vậy nó giúp, thứ nhất là cái hồ sơ bạn rất là đẹp, và thứ hai là bây giờ cái thế giới bây giờ nó mở rồi, mọi cái công nghệ mới rồi mọi thứ là người ta phải thông thương giao thương liên tục, và tiếng Anh là cái tiếng mà phải giao tiếp liên tục, nên người ta gặp quặng hồ sơ như thế là bạn là nắm phần thắng rất cao so với những cái hồ sơ khác. Rồi bạn vào, tất nhiên là khoảng tầm 550 600 thì giao tiếp ở mức tạm thôi chứ cũng chưa phải là tuyệt vời đâu, nhưng mà cũng là đã khó khăn cho chúng ta rồi.
Thì các bạn nếu như giờ các bạn học thì các bạn mất tầm 2 năm thì các bạn mới thi được điểm mà các bạn muốn. Giờ năm nhất phải không? Bắt đầu học đi nha. Tới cuối năm 2 đầu năm 3 bắt đầu thi. Cuối năm 2 đầu năm 3 bắt đầu thi. Thi lần chưa chắc đạt. Thường thi này mấy lần rồi? Thì cho thi 2 lần, 3 lần gì đi. Thì tới giữa năm 3. Xui lắm thì tới cuối năm 3 thì mới có được cái điểm đó để nộp cho trường. Và tới năm 4 không có thời gian. Tại vì chúng ta phải đối mặt với đi thực tập mà. Đối mặt với khóa luận tốt nghiệp mà. Cực kỳ stress trong giai đoạn đó. Ở đây thầy chia sẻ để các bạn biết cái quy trình các bạn học đó, ha. Năm nhất bắt đầu đi học tiếng Anh, học liên tục trong 2 năm. Đó thầy đang hoạch định cái chiến lược cho các bạn đấy. Học trong vòng 2 năm liên tục nha, chứ không phải là năm nhất đăng ký một khóa nghỉ. Tới 2 năm sau, tới năm 2 đăng ký một khóa nữa rồi đi thi, còn lâu mới đạt được. Tại vì các bạn biết các bạn có thể học từ vựng, học ngữ pháp trong thời gian ngắn, luyện cấp tốc, nghe các khóa những khi cấp tốc đi. Đúng là những khóa đó nó giúp cho chúng ta lên kỹ năng rất nhiều, nhưng đó là kỹ năng làm bài và kỹ năng làm các bài đọc hiểu ngữ pháp, nhưng kỹ năng nghe mất một thời gian rất dài để mà các bạn học. Nói về cái việc mà còn học TOEIC, thầy nghĩ nếu như các bạn bắt tay vào học tiếng Anh, đừng học TOEIC, đừng học TOEIC ngay, mà phải học tiếng Anh cơ bản, gọi là học General English. Thì General English, các bạn học tiếng Anh tổng quát trong vòng 1 tới 1 năm rưỡi, rồi sau đó các bạn dành nửa năm để các bạn đi luyện TOEIC, để các bạn thi. Tại vì vừa vô các bạn chưa có đủ văn phạm, chưa có đủ ngữ pháp, chưa có đủ từ vựng, các bạn luyện cũng như không à. Luyện là để nó tăng kỹ năng thôi, còn nó không có tăng cái vốn từ vựng, khả năng nghe, không có tăng mấy cái đó cho mình. Còn ở trường, xung quanh trường chúng ta có rất nhiều trung tâm, các bạn có thể tham khảo các anh chị học chung khóa với các bạn, người ta rành hơn thầy nữa, tại vì các bạn đó mới là người đi học. Trải qua cái trung tâm đó, mỗi trung tâm nhiều khi có cái thời kỳ khác nhau, mà các bạn hỏi những anh chị đó là người rõ nhất. Nhưng các bạn nên học tiếng Anh tổng quát trước, rồi sau đó mới học luyện. Luyện thi chỉ dùng khoảng tầm nửa năm để luyện thôi, còn đi học tổng quát thì phải học một thời gian dài. Rồi bây giờ thầy, cái lộ trình thầy đưa ra vậy, nếu như các bạn đợi năm sau các bạn học tiếng Anh, tức là năm 2 bắt đầu học, thì bắt đầu tới năm 4 là bạn sẽ đuối. Nhưng mà tới năm 3 bạn mới học tiếng Anh thì thôi rồi luôn, cứu không kịp chắc chắn. Nhưng có nhiều bạn giỏi thì có thể lướt lên được, nhưng mà thầy tính trung bình đi nha. Thầy tính trung bình đi thì kể cả các bạn giỏi đi, các bạn cũng sẽ bị stress rất nhiều nếu như tới năm 3 các bạn mới đi học tiếng Anh. Như vậy các bạn thấy rằng học tiếng Anh các bạn học càng sớm càng tốt nha. Rồi nên đăng ký trong trường hoặc là các cái trung tâm xung quanh trường và hỏi các anh chị năm trước mình là trung tâm nào dạy đàng hoàng hơn để chúng ta học tổng quát thôi. Học từ học thêm YouTube, học trên YouTube á ha. Rồi đó là thầy nói về cái việc mà tại sao cái bài giảng là phải dùng tiếng Anh là như thế. Các bạn có biết là ngay cả như thầy dạy cái lớp Việt Nhật, thầy vẫn dùng bài giảng tiếng Anh. Bởi vì hiện nay trường chúng ta là đang khuyến khích là phải chuyển mọi thứ sang tiếng Anh mà. Bạn dùng bài giảng tiếng Việt nên cũng nên chuyển sang tiếng Anh luôn. Các bạn mà cứ ngày nào cũng cứ gặp, hãy đối mặt với cái từ tiếng Anh đó là các bạn không cần học từ vựng, các bạn tự nhiên thuộc nghĩa nó. Đó là cái cách gọi là thải các bạn vào môi trường và buộc các bạn phải thích nghi và các bạn giỏi hẳn lên. Và thầy tin là các bạn sẽ giỏi hẳn.
sẽ giỏi hẳn lên liền ngay. Tại vì đầu vô của các bạn sinh viên ở trong trường mình bây giờ không còn thấp nữa. Đầu vô cũng là hàng top đầu ở thành phố rồi. À, này, các bạn là những học sinh giỏi ở phổ thông lên. Thì do đó cái việc mà các bạn thích nghi rồi các bạn tiếp thu sẽ rất là nhanh. Và cái điều đó cũng là điều đáng mừng cho các thầy cô ở đây. Tại vì học trò giỏi thì thầy dạy rất là đỡ. Có được học trò giỏi thì thầy dạy thì nó khỏe hơn. Các bạn nắm bài nhanh hơn. Thì thầy cảm thấy happy hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng mà không phải không nghĩa là thầy không dạy các học trò, thầy không thích dạy các học trò trung bình hoặc dở. Nếu mà có thì cái điều đó cũng bình thường, tại vì mọi người đều có quyền học của mình. Nhưng mà thầy nói, ý thầy nói ở đây đó là các đầu vào của các bạn rất là tốt như vậy rồi, các bạn cố gắng làm sao đừng để môn tiếng Anh nó bị, nó làm cho ảnh hưởng tới cái kết quả của mình. Và hãy nhớ một điều, khi tốt nghiệp ra mà cái điểm tiếng Anh các bạn cao thì cái con đường của các bạn nó rộng lắm. Con đường đi làm cũng rộng, mà con đường đi học tiếp cũng rộng. Con đường đi làm thì chắc chắn là nhận lương rất cao rồi. Không có ai mà tiếng Anh điểm cao mà có thể xin vào, mà chỉ xin vào những công ty lèn xèn và lương thấp được. Tại vì những cái công ty mà trả lương cao nó đòi tiếng Anh dữ lắm. Rồi các bạn có thể đi học, các bạn có thể xin học bổng, học. Và đó cũng là lý do tại sao trường chúng ta bắt các bạn sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện tiếng Anh là như thế. Thì các bạn giỏi, các bạn tạo thêm danh tiếng cho trường. Rồi như thế trường cũng có được cái lợi của trường. Ok, rồi công tác tư tưởng đầu tiên về cái môn học. Và những cái môn học đầu tiên như thế là thầy thấy cũng khá ổn này. Ha. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta sử dụng cái hệ thống dạy học số, cái hệ thống học dạy và học số của mình để làm sao chúng ta khai thác tối đa cái hệ thống đó. Hầu như ai trong các bạn cũng đã vào được cái trang này rồi đúng không? Cái trang dạy học số FAQ này nè. Rồi hầu như ai cũng vào được rồi. Các bạn đã thấy được tất cả các bài giảng trên đây chưa? Thì trên đây bài giảng đó, thì các bạn lưu ý tất cả những thông tin nào liên quan tới các hình thức học tập, liên quan tới thi cử là thầy đã đưa hết lên đây cho các bạn rồi. Đưa hết lên đây rồi. Các bạn nhìn xem. Ví dụ như ở đây chúng ta có 22 chương. Nhưng thầy cũng lưu ý với các bạn là những cái chương này là chúng ta không có thi. Thì cái việc mà học hay không, đọc hay không đọc các cái chương này đó là quyền của các bạn. Các bạn có thời gian, các bạn có thể đọc hiểu thêm nha. Bạn có thể đọc hiểu để hiểu. Tuy nhiên cái chương 3 này gọi là cái chương đọc thêm, nhưng mà thầy vẫn sẽ dạy các bạn. Lý do là cái chương này nó giới thiệu về một cái đại lượng cực kỳ quan trọng trong vật lý, đó là đại lượng vector. Nó là đại lượng toán học thôi. Nó là đại lượng toán học, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng. Bởi vì bản thân nó mô tả, nó là cái công cụ toán để mô tả các cái đại lượng như vận tốc nè, gia tốc nè, điện trường nè, từ trường nè, mô tả rất là nhiều thứ. Do đó trong cái chương này mặc dù gọi là đọc thêm, nhưng thầy vẫn sẽ dạy các bạn cái chương này. Được chưa? Rồi trong cái phần học này là chắc chắn là thầy sẽ yêu cầu các bạn điểm danh. Đây, các bạn, khi các bạn điểm danh thì các bạn vào cái phần này, cái này gọi là tự điểm danh nhé. Ví dụ bây giờ thầy tạo một cái phần tự điểm danh cho các bạn, và các bạn sẽ phải tự vào phần điểm danh cho thầy ngay bây giờ luôn. 3:10 tới 5:50, từ 3:10
đến 5:50 thầy cho phép các bạn tự điểm danh với cái password là đó copy add. Rồi các bạn thử vào tự điểm danh cho thầy, bởi vì từ buổi sau là thầy cứ đưa cái password như thế cho các bạn, rồi các bạn vào phần tự điểm danh. Tất nhiên thầy cũng có hệ thống ghi lại quá trình tham gia cái buổi học của các bạn, xem các bạn tham gia được bao nhiêu phần trăm. Các bạn thấy dưới góc này không, có cái khung màu xanh xanh này không, lúc nãy thầy vừa mới bấm vô đó, đó là nó dùng để theo dõi cái quá trình tham gia của các bạn, xem bạn tham gia được bao nhiêu phần trăm trong tổng thời gian thầy dạy. Là nó chỉ mang cái tính tham khảo để so sánh hai giữa hai cái thôi. Làm lại bước đầu hả? Cái bước đó không cần đâu em, bước đó là cái bước mà thầy tạo cái điểm danh, tạo cái section điểm danh, tạo cái phần điểm danh cho bạn thôi. Bây giờ thầy mới bắt đầu hướng dẫn cách để chúng ta đi vào chúng ta điểm danh nha. Bây giờ mới bắt đầu hướng dẫn đây. Trong cái trang học số của các bạn thấy cái chữ attendance fundamental physics này không? Bấm vào đó. Sau đó bấm vào cái dấu mũi tên thì lập tức ra cái chỗ cho các bạn điểm danh. Tất nhiên là cái cửa sổ của các bạn, cái cửa sổ mà điểm danh á là của các bạn nó khác với cái cửa sổ điểm danh của thầy một chút. Bây giờ thầy sẽ mời một bạn mở cái trang học số của bạn lên rồi thầy hướng dẫn các bạn nha. Tại vì cái trang của các bạn nó thể hiện khác của thầy một chút. Bây giờ mời bạn Gia Bảo đi. Gia Bảo em mở, em chia sẻ màn hình của em đi. Nhớ tắt những cái không cần thiết đi nha, để người ta thấy hết á. Để có cái gì người ta không thấy thì người ta thấy hết nha. Rồi Gia Bảo mở màn hình em lên đi, thầy hướng dẫn cho. Gia Bảo đâu? Ok, very good. Ok, rồi mở cái trang này lên. Em refresh lại đi, nó chưa có cái phần mà thầy tạo ra nó chưa có được cập nhật đó. Rồi. Em chọn on courses. Rồi bấm nhấn attendance, chọn on courses. Đó, nó có cái phần đó, em bấm vô attendance đó. Bấm vào đó. Rồi submit attendance nó ở chỗ point á. Lên. Ở phía bên tay, gần phía bên tay phải. Cái chỗ điểm chữ point đi xuống một chút. Phía dưới chữ point đó, bấm vô. Rồi chọn present. Chọn present. Đúng rồi, lưu những thay đổi, bấm lưu những thay đổi. Rồi chúc mừng em. Em thấy chữ point là 2/2 không? Percent ha. Rồi như vậy có nghĩa là em đã điểm danh xong rồi đó Bảo ơi. Rồi các bạn khác tự làm đi cho thầy đi. Các bạn khác tự làm, ai làm không được hướng dẫn lại. Để thầy xem refresh lại coi bao nhiêu bạn điểm danh được rồi. Gia Bảo được rồi nè. Rồi wow, Mạnh Dũng rồi sao rồi, Duy Duy nè, Lê Thế Duy nè. Rồi, rất là nhiều bạn đã điểm danh được rồi. Có bạn nào không được báo liền cho thầy nghe không? Ok, Gia Bảo làm lại lần nữa đi em. Nhưng mà hình như không được rồi, bởi vì Gia Bảo đã điểm danh xong rồi. Nó sẽ không còn cái chỗ để cho bạn bấm nữa. Bây giờ bạn Đăng Khoa muốn thầy hướng dẫn phải không? Bạn chia sẻ màn hình bạn đi. Tại vì cái giao diện của cái phần học số các bạn nó khác của thầy. Bây giờ Đăng Khoa mở giao diện của bạn lên. Thầy hướng dẫn luôn. Mật khẩu đây em. Nè mật khẩu nè. Lúc nãy thầy có đưa rồi đó. Đăng Khoa muốn thầy hướng dẫn thì mở chia sẻ màn hình đi em.
Đăng Khoa làm được chưa? Rồi em chia sẻ màn hình để thầy chỉ cho. Còn không chia sẻ đi, bảo nó chỉ cho kìa. Chia sẻ lên thầy mới biết là như thế nào, tại vì cái trang của thầy thì thầy không có phải điểm danh, thầy là người tạo ra cái phần điểm danh đó, nên cái trang của thầy nó khác với trang của bạn. Thì bạn muốn thầy hướng dẫn thì bạn phải mở chính cái trang của bạn lên, thầy hướng dẫn bạn ngay trên cái trang của bạn mới được. Ừ, hầu như các bạn đã điểm danh được hết rồi nè. Sao vậy? Em bấm vô cái nút này đây Khoa ơi. Đây em nút, có cái nút chia sẻ cái đây nè. Trên màn hình đó có nút chia sẻ cái đây nè, em bấm nút cái đây nha. Rồi bây giờ thầy ngưng chia sẻ thì em mới chia sẻ được. Thì em bấm cái nút này là em chia để em chia sẻ nhé. Khi em bấm vào đây đó. Điện thoại nó cũng giống như vậy đó anh Khoa ơi, nó cũng giống như vậy đó, có cái nút mà bấm submit không, một một buổi này thôi, rồi các cái buổi sau đó thầy sẽ cũng sẽ gửi cho các bạn password rồi các bạn tự làm để thầy khỏi phải gọi tên điểm danh. À, nhưng mà có cái điều này nè, là những cái bạn vắng á, mà không có tham gia lớp học á, mà vẫn có cái password của thầy để điểm danh á, thì khi thầy so sánh lại với cái danh sách mà thầy thu ra được từ cái Google này nè, thì thầy sẽ lại đánh vắng những bạn đó, chứ không có phải là có thể là ăn gian được đâu nha. À, tất nhiên đó là thầy không phải là để kiểm tra các bạn đâu, mà dùng để đối chiếu xem hai cái hệ thống nó hoạt động tương đồng với nhau hay không, để kiểm tra tính chính xác của hai hệ thống thôi. Hiểu không? Rồi bây giờ Đăng Khoa chia sẻ được chưa? Thầy stop chia sẻ nha, bấm vô đây nè. Đó. Rồi chia sẻ lại cho thầy xem, nhớ là chia sẻ. À đây rồi. Không phải truyền phát màn hình, em đang truyền phát, giờ là em truyền phát lên tivi của em rồi ha, đâu đó em tắt đi, em tắt, em truyền lại, truyền lại là bấm present rồi bấm present đó. Present từ này hai phát âm, một cái present chứ là hiện là thể hiện hay là có mặt, present là trình chiếu đó. Thì em bấm lại, em chọn là your entire screen. Em không bắt bấm truyền phát như vậy. Rồi bấm dấu mũi tên lên. Rồi chọn là your entire screen. Được chưa?
Còn có Đăng Khoa với lại Xuân Vinh là chưa điểm danh xong Khoa ơi, cái hệ thống của em nó bị vấn đề, nó bị echo dữ quá. Em đã present rồi đó. Bây giờ em bấm vô cái rồi, tới đây rồi phải không? Rồi em bấm qua cái trang web đi. Giờ bấm vô trang web đi. Mở trang web lên. Mở cái trang web lên, mở trang web lên. Phía dưới xanh taskbar của em đó, rồi em mới mở được cái Google Chrome lên. Còn không em bấm Internet tab đi. Bấm nút Alt với nút tab đồng thời. Thầy có thể điểm danh liền ngay cho em, nhưng mà điều này nó lại không tốt cho em, bởi vì một trong những cái trách nhiệm của các thầy cô mà bắt đầu dạy các em những cái buổi đầu tiên mà dạy đại cương này là phải hướng dẫn cho các em để các em biết sử dụng những cái hệ này đó. Chứ em làm bằng máy tính không được hả? Ok, em làm bằng gì cũng được, miễn là làm thử xem. Miễn là được là thôi. Khoa, các bạn là thuộc khoa gì các bạn? Công nghệ kỹ thuật cơ khí rồi. À, công nghệ kỹ thuật cơ khí là cũng khoa cơ khí ha. Dạ thầy ơi, Ơi rồi nói đi Khoa. giờ làm bằng điện thoại thì làm sao thầy? Là cũng vậy đó, nó cũng có cái nút chia sẻ dấu mũi tên lên đấy, em bấm nút mũi tên chưa? Này mũi tên lên này nè. Rồi em bấm lên đi, rồi em chọn toàn màn hình. Bấm vô đi. Bấm chưa? Dạ em bấm rồi thầy. Nhưng mà em chưa có chọn, em bấm lên mà em chưa có chọn chia sẻ màn hình thì làm sao mà thầy thấy được cái màn hình của em, là thầy chỉ tiếp. Em chọn cái chữ toàn bộ màn hình đó mà cái chữ chia sẻ nó bị mờ thầy ơi. Bấm vô không có được. Hồi nãy em làm máy tính cũng vậy hả? Dạ đúng rồi thầy. Có bạn nào đang sử dụng bằng điện thoại không, hướng dẫn cho Khoa giùm thầy cái. Còn Hello các bạn. vô cái vậy nè mới được, còn cái trang vô này tham gia lớp học với anh vậy nè mới chia sẻ được, vô lớp học đi. Cũng đang làm điểm danh trên đây này. Còn phải vô lớp học đi để tự chia sẻ cái này được không, nãy làm ở đâu hết rồi. Đó, bạn chia sẻ được rồi đó. Ok, Minh Nhật. Cảm ơn Minh Nhật nha.
Đó, đó, Minh Nhật đang hướng dẫn bạn qua điện thoại đó. Đăng Khoa ơi. Vô đó nè, vô cái lớp học này hay là đó. Rồi tiếp đi, tiếp đi bạn. Tại Minh Nhật điểm danh rồi. Minh Nhật em có thể cho cái màn hình ngang một chút Minh Nhật. Em để chuyển sang cái màn hình em sang nằm ngang đó. Thì cái chỗ mà point over taken á thì có cái nút mà submit submit session á thì em submit lên. Thầy ơi, của em nó không có hiện cái dòng đó thầy ơi. Của em có cái hiện có các cái dòng là khóa học rồi check-in session này kia không? Dạ nó có hiện cái dòng cuối à thầy. Nó có cái dòng vật lý một nhóm 19 CLC không? Đó, dạ có thầy. Vậy em kéo qua phía bên tay phải. Phía bên tay phải nó có dòng tiếng Anh đó, bấm vào đó. Nó có cái cột tiếng Anh đó, nó cùng cái dòng với lại vật lý một nhóm 19 CLC luôn nha. Rồi thấy cái chữ tiếng Anh đó chưa? Nhưng mà nhớ trước khi mà để xuất hiện mọi thứ em hãy bấm vô cái chữ on courses á, thì mới được nha. Thì nó mới xuất hiện. À, phải bấm vô on courses nó mới xuất hiện cái chỗ để cho em điểm danh. On courses là cái tab mà hiện đang bạn bạn Minh Nhật đang đang trình bày nè, nó đang màu xám á. Ủa Lê Thế Duy cũng được hả? Ủa Lê Thế Duy thầy nhớ là làm được rồi mà. Khoa học do là ba hàng Bạn con có hàng một kỳ vậy bấm vào cái on corset chưa? em nhấn vô đó rồi thầy. Rồi nó cũng cái hiện cái dòng giống như bạn mình là vật lý 1 gạch ngang nhóm 19 CLC phải không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi phía bên tay phải em thấy có thấy cái chữ tiếng Anh gì không? Cùng hàng với nó đó. Nó xuống hàng này em cũng xuống hàng là nó phải ta nó xuống hàng thầy ơi chứ nó không nằm chung một hàng. Vậy em quay cái điện thoại ngang đi. Rồi Rồi thấy cái chữ tiếng Anh đó chưa? Bấm vô. Bấm vô nó sẽ xuất hiện các cái lựa chọn có present á, có absent á, nhớ là bấm present á chứ đừng bấm late hoặc là execute. Bởi vì late hoặc là execute hoặc là absent có nghĩa là trễ hoặc bị phạt hoặc là vắng. cũng không được. Đây là cô đây là tay nó phải không trên lại người đang người đang dĩ thôi cái này là người ta đang chuyển hướng dẫn thầy cũng vậy em hướng dẫn 100% sao không thấy gì chơi rồi. Không không cái 100% khi nào mà bạn điểm danh rồi nó mới hiện lên 100%, còn khi mà chưa điểm danh thì chỗ đó nó trống hết và bạn chỉ thấy được một cái chữ tiếng Anh là submit attendance thôi. Bạn có quay ngang cái điện thoại chưa Khoa? Dạ rồi em quay ngang rồi thầy. Rồi kéo nó qua phía bên tay phải coi có thấy cái chữ tiếng Anh nào không? Dạ không thầy ơi. Bây giờ em biết cách chia sẻ lại chưa? Thôi em chia sẻ lại cho thầy nhìn coi coi nó như thế nào. Đào bạc gì? Rồi cảm ơn Minh Nhật nhiều. Rồi Đăng Khoa chia sẻ lại đi. Đây.
Không sao, cứ bình tĩnh. Chúng ta đang học học số là chúng ta đang tiếp cận với nền tảng mới, cứ từ từ không vội. Rồi bấm vào cái trang của bạn đi, vật lý 1, bấm vào cái tab vật lý 1. Bạn đang chia sẻ cái trang của bạn cho thầy thấy rồi đó. Bây giờ bấm vào cái tab vật lý 1, không, phía trên. Đó, cái tab vật lý 1, phía trên nữa, lên nữa, miếng nữa. Đúng rồi, đó, qua miếng. Rồi, 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 chỗ đó, bấm vào đi. À, cái này không phải, cái này là cái... Ôi, bạn chưa mở cái trang này lên để thầy gửi cho cái trang học số đã. Đây, bạn phải mở trang học số lên. Ôi, cảm ơn Duy. Đó, mở cái trang học số mà Duy mới gửi ra đi. Nó báo lỗi rồi thầy ơi. Bấm vào chữ nâng cao. Bấm chữ nâng cao cho thầy. Bấm chữ nâng cao. Rồi, đó, kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Xuống nữa, xuống nữa. Xuống nữa. Hết xuống được rồi thầy ơi. Em tắt cái... Vậy cái chữ tiếp tục kìa ông. Cái chữ tiếp tục kìa ông. Em kéo cái dòng Google Meet lên trên đi. Không phải. Cứ bình tĩnh từ từ theo cái sự chỉ dẫn của thầy, đừng có vội. Rồi, bấm vào chữ nâng cao. Rồi kéo cái chữ Google Meet ở dưới á, lên trên đi. Kéo cái đó đó. Rồi, lên trên. Rồi, bây giờ xuống dưới màn hình phía dưới coi. Rồi, bấm vào cái tiếp tục truy cập. Rồi bây giờ em có thể ngưng chia sẻ đi, rồi em nhập mật khẩu của em đăng nhập vào cái trang dạy học số của trường đi. À, và dùng Google, đúng rồi. Rồi em đã vào được rồi đó. Bây giờ em mở cái vật lý 1, nhóm 19 CLC. Bấm vào. Bấm vào cái link, đúng rồi, chính xác. Rất tốt. Rồi xuống dưới kiếm cái chữ attendance cho thầy đó, cái chữ màu xanh, cái chữ mà có người màu xanh xanh. Ok, rất tốt. Từ từ bấm vào một cái thôi. Từ từ đừng vội, đừng vội. Rồi bấm vào nó đi. Rồi ok, rất tốt. Chọn on courses. Rồi bấm vào attendant fundamental physics. Không phải cái cột thứ hai tính từ vật lý một qua ở phía dưới đó, cái đó bấm vào đó, bấm vào. Rồi phía bên tay phải có chữ submit attendance. Rồi bây giờ cái cột, đúng rồi, ngay đó đó, bấm vào. Bấm chưa? Rồi nó có bốn lựa chọn. Present, late, cuted với absent đó, thì bạn chọn present đi. Rồi lưu những thay đổi. Ok, very good. Nó hỏi mật khẩu thầy. Mật khẩu hồi nãy thầy có cho rồi đó, để thầy lấy lại cho. Phải nhập mật khẩu vào. Thôi không sao, để thầy lấy cho, nhiều khi nó trôi rồi đó. Mật khẩu dài lắm, bạn chỉ có thể copy thôi chứ còn bạn gì không nhớ. Ồ, cảm ơn Nhật Lê, nhưng mà nó bị hơi bị lỗi rồi phải không? Để thầy gửi cho. À, mật khẩu đó Khoa đi. Dạ. Copy toàn bộ, thiếu chữ rồi. Cứ từ từ thôi, không có cần vội. Quay lại. Nó đã bị mất cái bôi đen rồi. Chọn lại đi. Bấm Ctrl C. Chọn hết rồi bấm Ctrl C. Rồi vô cái trang lại đi. Rồi cần tranh quay. Ok rồi, chúc mừng bạn điểm danh xong rồi đó. Dạ, từ những tiết sau thì thầy chỉ cho mật khẩu rồi vô tự điểm danh thôi đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn.
Ok rồi, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn khác đã hỗ trợ thầy. Rồi bà mời bạn Nguyễn Quốc Anh. Em bấm nhầm thầy ơi. Sao? À bấm nhầm thôi phải không? Tưởng đâu bạn phát biểu gì chứ. Được rồi, bây giờ bạn rồi cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chương trình để thầy hướng dẫn cho các bạn học thôi ha. Thì như lúc nãy thầy nói đó là các bạn buổi sau là điểm danh là các bạn tự làm như thế, coi như là các bạn học trên cái hệ thống và học số của chúng ta là tự động hết á. Rồi thầy chia sẻ lại cái trang về học số một lần nữa. Trên nền tảng về học số này các bạn có thể tận dụng được cái nguồn tài nguyên để các bạn học. À, các bạn có thể học trước luôn cũng được, tại vì tất cả những thông tin liên quan tới khóa học đã được đưa lên hết cho các bạn, bao gồm kể cả những bài tập yêu cầu các bạn làm như thế nào cũng có hết rồi ha. Rồi đề cương chi tiết, rồi đề thi mẫu, đáp án đề thi mẫu có luôn cho các bạn, cũng như là giáo trình sách tiếng Việt cũng đã có cho các bạn luôn ở đây rồi. À, các bạn thấy hết rồi ha. À, tuy nhiên giống như lúc nãy thầy nói với các bạn đấy, thì cái bài giảng của thầy vẫn là thầy dùng tiếng Anh. À, còn cái phần mà giáo trình tiếng Việt này các bạn đọc và các bạn tự tham khảo thêm. Đó, toàn bộ 22 chương là tiếng Việt ở đây có hết. Các bạn có thể download về các bạn xem. Ở đây có đề thi mẫu cho các bạn luôn. Các bạn xem đây là cái đề thi mẫu năm 2016-2017. Thì trong cái đề thi mẫu này nó có những cái câu liên quan tới lý thuyết và bài tập. Thì lý thuyết và bài tập thì cũng được trình bày ở dạng là trắc nghiệm và tự luận. À, như vậy có nhiều dạng trong cái đề thi chúng ta, trắc nghiệm hoặc là tự luận đều có cả. Được chưa? Rồi thì cái đề thi này là cái đề thi cuối kỳ của các bạn. Nếu như trường hợp dịch bệnh được kiểm soát và chúng ta tham gia cuộc kỳ thi đại trà, kỳ thi viết ở trên trường, thì các bạn sẽ thi với cái đề thi dạng như thế này. Nhưng đó không phải là phương án duy nhất mà trường dành cho bạn. Cái phương án thứ hai, trong trường hợp dịch bệnh vẫn còn hoành hành như học kỳ vừa rồi, thì trường của chúng ta cũng vẫn thi và đánh giá chất lượng bình thường bằng cách là các bạn sẽ thi online trên hệ thống này luôn, trên hệ thống dạy học số này luôn của trường luôn. Thì đề thi online thì thầy cũng sẽ tạo ra trên hệ thống này, và các bạn sẽ thi ở dưới dạng là đề thi trắc nghiệm. Nội dung thi cũng chứa toàn bộ kiến thức giống như là cái đề thi cuối kỳ mà tự luận. Tuy nhiên cái số lượng câu hỏi bạn phải đánh trắc nghiệm thì nó phải nhiều hơn. Như cái lớp vật lý 2 vừa rồi thầy dạy, do tình hình dịch bệnh thì cả trường chúng ta đều thi online hết. Thì lớp vật lý 2 vừa rồi thầy cho các anh chị thi khoảng tầm 40 phút. Xin lỗi, 40 câu. Tầm 40 câu đề thi trắc nghiệm. Đó, thì các bạn biết như thế để chúng ta biết rằng là có thể chúng ta có hai cái hình thức thi ha, tùy thuộc vào tình hình. Nhưng cả hai hình thức thi đều đánh giá, đều chứa cái nội dung đánh giá tương đương với nhau. Cụ thể là năm vừa rồi đó, sau khi mà thầy cho các anh chị thi xong, thầy có kiểm tra lại cái phổ điểm. Thì cái phổ điểm nó có cái đỉnh phổ là nằm ở tầm 5 tới 6 điểm, và nó trải dài sang hai bên, tức là đỉnh phổ dạng như thế này. Đó, đỉnh phổ thì ở cái đỉnh này là khoảng tầm 5 6 điểm gì đó, 5 năm rưỡi gì thầy không nhớ, thầy lấy cho 5 rưỡi đi. Và nó trải dài sang hai bên. Như vậy ở đây cái phổ điểm này nó thể hiện cái phổ điểm mà cũng tương đồng với cái điểm mà các năm trước sinh viên thi đại trà trên cái đề viết. Hay nói khác hơn là các bạn học và các bạn thi trên hệ thống online này và trên hệ thống viết thì nó cũng tương đương với nhau.
và thậm chí thầy thấy rằng là nhiều bạn sau khi học online xong thấy thích học online hơn. Năm vừa rồi thầy dạy là có nhiều anh thầy dạy thời gian xong hỏi bây giờ mấy em học offline thôi học online luôn thầy ơi nha. Tại vì học online như thế này toàn bộ những bài giảng của thầy đều được ghi âm lại, ghi hình lại và các bạn có thể xem lại bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Sau khi thầy dạy xong cho các bạn thì bản thân trên Google họ sẽ gửi lại cái bài giảng thầy đang ghi âm ghi hình ở đây. Sẽ gửi lại cái bài giảng thầy đang ghi âm ghi hình lại đây cho thầy. Thầy sẽ đưa nó lên trên YouTube. Rồi cái link của YouTube đó thầy sẽ đưa vào trong cái bài học số của thầy của các bạn. Và các bạn có thể dựa vào đó các bạn xem lại. Thầy lấy ví dụ ở đây. Các bạn nhìn thấy các cái file YouTube này đây, nó là các cái file mà thầy lưu lại khi thầy sửa các cái bài tập cho các anh chị năm trước. Thầy đưa nó lên trên YouTube, sau đó thầy nhúng vào trong cái trang này và các bạn chỉ việc bấm vào các bạn xem. Ý em nói là khoảng cách phải không? Phải không gì? Phải không Huy? Em nói khoảng cách Huy không? À, ok. Để thử xem thầy gúc nhớ bao nhiêu nữa. Có đáp án phía dưới, cái slide kế tiếp nó có đáp án này nhưng mà mình giải trước cái đại ha. Thì theo Fluid mình có vận tốc, có phương trình chuyển động, nó là chuyển động thẳng đều, nó sẽ bằng là. Đó, đây là một cái ví dụ về cái việc mà thầy đưa các cái bài giảng online lên cho các bạn học. Thì ở đây cái phần này đó thầy vẫn để ở chế độ ẩn cho các bạn chưa thấy đâu, tại vì chưa tới lúc thầy sửa bài tập. Và thầy đã sửa, thầy phải để cho các bạn để các bạn làm chứ ha, cái bài tập nè thầy sẽ giao việc cho các bạn ở đây. Có cái chỗ assignment. Đây thầy giao việc cho các bạn ở đây. Và giao việc cho các bạn xong thì các bạn vào đây để các bạn nộp bài. Được chưa? Các bạn vào trong cái chỗ assignment này, các bạn upload bài lên, bài làm lên. Thì thầy nghĩ cái này chắc các bạn đã từng làm ở phổ thông rồi, nhưng mà cũng chưa có, có thể là bạn chưa có upload lên hệ thống, thì các bạn chưa có dùng cái hệ thống học số thôi. Còn ở đây mọi thứ là nó thông qua cái server của nhà trường, mọi cái dữ liệu được lưu ở đó hết, là cái cơ sở dữ liệu của nhà trường đó, là xây dựng nên cái chương trình dạy học số này. Thì các bạn cứ đưa lên trên đó rồi thầy chấm điểm cho các bạn, rồi phản rồi sẽ có điểm ngay, phản hồi ngay ha. Thì sau cái buổi học hôm nay thầy dạy xong thì các bạn cũng có bài tập, thì các bạn sẽ phải nộp bài. Đó là cái cách sử dụng cái chương trình dạy học số của mình, các bạn nhìn xem ứng với mỗi phần là đều có cái đó. Ngoài ra sau một mỗi một chương á, thì có thể là thầy sẽ đưa vào thêm cái phần forum này nữa. Các bạn thích trao đổi với bạn mình, bạn muốn trao đổi giống như một cái forum ở một cái tường ở trong cái trang Facebook cả bạn, các bạn trao đổi học thuật với nhau, các bạn có thể trao đổi trong forum này. Các bạn có thể add thêm topic, các bạn đưa các câu hỏi lên đây, bạn khác có thể lên đây trả lời. Thế nha. Rồi bây giờ thầy nói về cái việc mà các bạn sẽ phải nộp bài tập cho thầy khi mà thầy giao nè, xong một chương, khi học xong xong một chương đó thì thầy sẽ cho homework ha. Homework bao gồm các câu hỏi ở trong cái phần thầy gọi là conceptual question. Conceptual question này là câu hỏi ở đâu, các bạn hãy mở cái cuốn textbook ra. Cuốn textbook các bạn nè, đây là cái file bài giảng của thầy, thầy sẽ dạy cho các bạn. Thì tương ứng với cái file tiếng Anh này, các bạn cũng có cái file tiếng Việt lúc nãy mà thầy chỉ cho các bạn mở đó. Ở đây là chapter 1 nè, thì các bạn ứng với cái file tiếng Việt này nè, trong chapter 1 nếu như các bạn muốn đọc tiếng Việt. Nếu bạn muốn đọc tiếng Việt thì bạn đọc đây, còn không bạn đọc cái file tiếng Anh lúc nãy thầy đưa nha. Thì trong cái textbook này phía dưới đó là bài tập.
bài tập ở đây nó có hai, nó có hai tới ba kiểu, nhưng mà thầy cho các bạn làm hai kiểu, đó là cái phần conceptual question là phần này. Rồi, các bạn sẽ làm những bài tập mà thầy cho, thầy ghi là conceptual question đó, thì các bạn giải các bài ở đây. Thầy cho, thầy bắt làm bài nào thì các bạn cứ giải bài đó cho thầy ha. Rồi cái phần problem là các bài dưới đây. À đó, các bài phía dưới. Thì ứng với các số nào, yêu cầu làm số nào làm số đó thôi. Ví dụ như conceptual question thì làm bài 1, 2, 3. All group này nghĩa là sao? Tất cả các nhóm đều phải làm. Tí nữa thầy sẽ nói phân nhóm như thế nào. Thầy đã phân nhóm cho các bạn luôn rồi đó. Còn bài tập á, trong phần problem thì ví dụ như thầy ra đưa ra là nhóm 7, nhóm 2, nhóm 7 thì làm bài tập số 2. Ở đây thầy phân nhóm này là các bạn có cái quyền các bạn trao đổi giữa các bạn trong nhóm với nhau để giải cái bài số 2 này. Tuy nhiên khi các bạn nộp bài thì mỗi bạn sẽ nộp một bài. Một bài bao gồm, ví dụ như nhóm 1 đi, bạn nào đó ở trong nhóm 1 bạn sẽ giải một bài 1, bài 2, bài 3 trong cái phần conceptual question và bài 2 trong cái phần problem. Rồi các bạn hiểu cái chỗ đó rồi ha. Và các bạn up lên trên, các bạn tải lên trên hệ thống. Ở đây cái ngày này chưa chính xác nào, thầy phải chỉnh lại cái ngày. Chỉnh lại cái ngày một chút. Là edit, chỉnh lại cái ngày. Rồi thầy chỉnh lại cái ngày, ở đây là ngày hôm nay của chúng ta là ngày 30 tháng 9, tới tuần sau là ngày 5 tháng 9 ha. Ba mươi tháng chín tính từ hôm giờ, hôm nay là từ 3 giờ đi, rồi tới 20, tới ngày 5 tháng 10 là chính xác rồi, 23 giờ 59 phút. Ok, thầy cho phép các bạn nộp một file thôi, tại vì các bạn càng nộp nhiều file thì cái sự nhầm lẫn và thất lạc bài nó càng lớn, do đó thầy cho phép bạn nộp một file duy nhất. Thì cái cách nộp bài là như thế nào? Các bạn giải ra giấy giống như là mình học bình thường, sau đó các bạn chụp hình lên, các bạn đưa vào file Word, rồi các bạn chuyển nó thành file PDF. Thầy lấy ví dụ, thầy lấy ví dụ đây, file Word đây, các bạn giải, các bạn giải giả sử như là thầy chụp được cái hình như thế này, rồi thầy dán lên trên file Word như thế này, sau đó thầy giải được bài khác, ví dụ như các hình này đây, rồi bài thứ hai thầy giải được, thầy cũng dán lên đây. Sau khi dán tất cả các file này, thầy sẽ lưu lại dưới dạng PDF. À, dạng PDF, giờ thầy chọn lưu ở đây là ở phần download đi, phần này gọi là check đi. Sau khi thầy lưu được cái dạng PDF rồi, các bạn thấy các cái hình này nó đã được lưu ở dạng PDF chưa? Đó, rồi các bạn tải cái file này lên trên hệ thống này, hệ thống assignment này cho thầy. Rồi các bạn hiểu chưa? Như vậy với cái bài tập này thầy giao cho các bạn, sau khi học xong chương này thì các bạn còn 5 ngày 7 tiếng đồng hồ nữa là các bạn phải nộp bài này rồi. Là hết, là khi mà cái thời hạn này hết rồi, hệ thống nó tự đóng đi cái tính năng nộp bài và các bạn không nộp được. Rồi các bạn có hỏi gì về chỗ này không? Có thắc mắc gì về chỗ này không? Có thắc mắc gì chỗ này không?
đi lấy đi nước cũng không. Ok, như vậy không ai thắc mắc hết. Quá tốt ha. Như thế là quá tốt. Có thì giới hạn dung lượng 20 mê thôi. Lớn hơn 20 mê là các bạn up lên không được. Tại vì khi các bạn chuyển sang PDF, PDF 20 mê là lớn lắm. Nó mấy chục trang lận đó. Chụp mà chụp bằng màn hình điện thoại rồi bạn cũng phải đưa vào file Word thì bạn mới chuyển sang PDF được. Bởi vì thầy chỉ cho phép nộp một file duy nhất thôi. Nộp nhiều file nó có cái bất lợi thế này. Các bạn nộp nhiều như thế, lúc mà thầy download nhiều file về cùng một bạn, nó sẽ lộn xộn và nó sẽ mất file các bạn. Nó sẽ mất file, nó mất bài. Rồi mời Vũ Tiến Quân. Thấy thầy, lúc mà mình gửi bài lên cho thầy, thầy tại mình ghi sao để thầy biết là mình nộp sao thầy? Cứ ghi tên của em trước. Dạ. Rồi chương mấy là được. Dạ vâng. Đầu tiên, cấu trúc là gì? Chương. Tên của em là Vũ. Rồi Tiến Quân. Nên đừng nên ghi dấu cách nha, ghi dấu cách các file thường hay bị lỗi lắm. Dạ. Chương 1. Đó ghi vậy đó, ví dụ như ghi cái file tên vậy nha. Dạ vâng. Chụp bằng điện thoại rồi chuyển qua máy tính. Ok. Muốn xem lại chỗ nộp bài ha. Đây là cái khóa học. Sau mỗi một chương, ví dụ như chương 1 thầy dạy xong, thầy sẽ yêu cầu làm bài tập chỗ này. Hoặc là có thể thấy lại nó ở chỗ assignment là chỗ này. Bấm vào assignment. Assignment có nghĩa là giao việc á, thầy giao việc cho các bạn đó, giao việc về nhà cho các bạn đó. Thì các bạn bấm vào đây. Cái trang của các bạn đó thì sẽ có cái chỗ để các bạn bấm vào, các bạn đưa bài lên. Tại vì thầy là người tạo ra nên là thầy chỉ thấy ở cái mức là quản lý vĩ mô. Thử một bạn mở lên xem rồi các bạn sẽ thấy lượt liệt. Trần Anh Khoa, em mở thử luôn đi. Hoặc là bạn gì đó, bằng Bảo nè. Bảo với lại Duy với hồi nãy làm lẹ đó. Bảo làm thử xem. Trần Anh Khoa nữa. Rồi. Bấm vào Simon. Yeah, đúng rồi. Bấm vào Simon. Thêm bài tập. Muốn nộp thì em phải bấm gì? Thêm bài nộp nha. Nếu mà nộp em bấm vào cái nút thêm bài nộp. Chưa xong mà. Bấm vào thêm bài nộp rồi sau đó. Sau đó là nó sẽ có cái chỗ cho các bạn đưa cái file lên. Rồi bấm vào thêm bài nộp. Đó, có cái chỗ để tải file lên, cái chỗ tập tin đó. Tải file lên đó, bấm lưu những thay đổi là coi như nộp bài xong. Rồi nắm được chưa Khoa ha? Các bạn khác cũng thế ha. Các bạn khác muốn nộp bài lên cũng làm như thế. Rồi còn hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Ai hỏi gì nữa? Nếu không thì có chứ. Thầy sẽ nói về cái việc tính điểm ngay bây giờ. Thầy chia sẻ cái chương trình học và cách tính điểm như không? Rồi các bạn thấy cái trang Word của thầy chưa?
Dạ rồi thầy ạ. Rồi, đây là cái cách tính điểm. Thì thật ra trong cái phần này đó là cái phần tính điểm, thì các bạn trong quá trình học đó các bạn sẽ có thể có hai lần thi giữa kỳ, một hoặc hai lần, nó linh động tùy thuộc vào giáo viên nha. Nhưng mà có thể là thầy sẽ cho các bạn làm hai lần, còn không có thời gian thầy sẽ cho các bạn làm một lần bài giữa kỳ. Rồi cái việc mà các bạn nộp bài tập hàng tuần cho thầy đó, thầy cũng sẽ tính nó vào một cái cột điểm giữa kỳ cho các bạn, và điểm danh cũng sẽ được tính vào một cột. Còn đối với thi cuối kỳ thì nó chiếm tổng cái lượng là điểm, là các bạn chia ra hai phần lớn, là điểm giữa kỳ là 50% và gọi là điểm quá trình, và điểm cuối kỳ là 50%. Thì điểm giữa kỳ đó, điểm quá trình nó tính bao gồm các bài kiểm tra, các bài tính về chuyên cần và các bài tập về nhà. Chuyên cần là điểm danh nè. Rồi điểm danh thì thường là thầy chỉ tính 10% cái điểm quá trình các bạn thôi. Điểm danh á, 10%. Rồi cái việc chuyên cần nộp làm bài tập 10% nữa. Và tổng điểm các cái lần thi kiểm tra đó, các lần mà thi quá trình đó, mà thầy cho đó, thì chiếm 80%. Đó là cái cách tính điểm ha. Rồi trong cái chương trình học các bạn, trong chương trình học các bạn thì các bạn học là tổng cộng chương trình học chúng ta có 20 chương, 20 chương ở đây. Tuy nhiên một số chương thì nó nằm ở trong chương trình đọc thêm. Ví dụ ở đây là chương, thầy có thông báo đây, chương 3, chương 12, chương 15, chương 17 và chương 18 nằm trong chương trình đọc thêm, có nghĩa là các bạn sẽ không thi ở những chương này. Ngoại trừ các cái chương khác thì đối với chương 3, mặc dù là nó là chương trình đọc thêm nhưng thầy vẫn sẽ dạy sơ lược qua cho các bạn, bởi vì trong chương trình này nó cung cấp các công cụ toán học về vector cho các bạn để các bạn làm bài tập, và các bạn để làm công cụ cho các bạn bạn hiểu về vật lý. Về vật lý chúng ta sử dụng công cụ toán nhiều lắm. À, thì ở đây các bạn thấy trong một học kỳ mà học quá nhiều chương như vậy liệu có ngợp hay không? Thật ra cái cách chia chương ở những cái giáo trình tiếng Anh đó, họ chia rất là nhỏ cái chương trình ra để cho chúng ta dễ nắm bắt, thành ra chúng ta mới thấy nhiều chương như vậy. Chứ thật ra đối với toàn bộ cái nội dung này mà trong cái giáo trình vật lý cũ, hồi xưa các anh chị các bạn học cái giáo trình vật lý cũ thì chỉ có 3 chương thôi. Đó là chương là động học chất điểm, chương động lực học chất điểm và chương nhiệt động lực học. Có 3 phần chủ yếu nhiệt động lực học. Đó, 3 phần nó chia thành 3 chương và như thế thôi. Còn ở đây người ta chia nhiều để chia nhỏ cái chương trình ra cho chúng ta dễ nắm bắt. Rồi thầy đi vào cái chỗ này là cái policy thì nó cũng tương tự như cái kia đó ha. Là tương tự như vậy. Rồi bây giờ thầy đi vào chi tiết nội dung học cho các bạn luôn. Thầy mở đồng thời hai cái này với lại cái bảng trắng. Rồi các bạn thấy cái hai cái trang đồng thời luôn rồi phải không? À, rồi nói về, bây giờ thầy nói về cái môn physics của mình. À, physics, à, chúng ta gọi là vật lý đó. Thì đối với môn vật lý này, nhiệm vụ nó là gì? Thì thật ra các bạn đã được các cái thầy cô định nghĩa về nhiệm vụ của môn vật lý ở trong chương trình cấp 2 hoặc cấp 3 rồi. Đó là nó dùng để nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên liên quan tới nào là sấm chớp, gió bão, điện,
và vũ trụ vân vân, rất nhiều hiện tượng tự nhiên xung quanh chúng ta. Tuy nhiên nói như thế thì nó khá là mơ hồ cho môn vật lý 1. Thì đối với môn vật lý 1 của mình thì chúng ta chỉ gói gọn lại, chúng ta học cho hai phần. Phần thứ nhất là phần cơ học và phần thứ hai là phần nhiệt học. Đối với vật lý 2 thì các bạn sẽ phải học về điện học và về quang học. Điện, quang và vật lý hiện đại. Nói sơ qua thôi cũng chưa hẳn là hiện đại lắm nha. Thì toàn bộ cái nội dung chương trình vật lý đại cương, giống lúc nãy thầy nói, là các bạn sẽ học cho cái kiến thức mà người ta nghiên cứu cho tới nửa đầu thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Là vật lý đại cương lúc đó là toàn bộ bức tranh vật lý đại cương đã được khám phá hết. Còn cái giai đoạn phát triển vật lý ở sau đầu thế kỷ 20, tức là từ đầu thế kỷ 20 tới bây giờ, là thuộc về vật lý hiện đại. Thuộc vật lý hiện đại. Và nó liên quan tới nghiên cứu về các hiện tượng mà ở cái cho các vật chất ở kích thước nano, ở kích thước nguyên tử, hoặc là nghiên cứu cho những đối tượng mà kích thước rất lớn, ví dụ như kích thước lớn cỡ mặt trời chẳng hạn, kích thước lớn cỡ mặt trời, kích thước và khối lượng cỡ mặt trời chẳng hạn, thì các hiện tượng vật lý mà xảy ra ở cái vùng không gian xung quanh những vật kích thước lớn như mặt trời, hoặc là những vật kích thước nhỏ như các nguyên tử, các hiện tượng xảy ra ở những đối tượng nó hoàn toàn khác cái hiện tượng xảy ra ở trong thế giới mà chúng ta đang quan sát ở đây. Đối với thế giới mà liên quan tới các cái đối tượng kích thước nhỏ như kích thước nano thì chúng ta gọi đó là thế giới lượng tử. Và thế giới lượng tử đó thì nó được mô tả bởi các cái định luật, các cái nguyên lý, các cái lý thuyết của cơ học lượng tử. Mà chỉ sau đầu thế kỷ 20, sau cái giai đoạn đó, người ta mới nghiên cứu được tới vật lý lượng tử mà thôi. Cũng đồng thời trong khoảng thời gian mà vật lý lượng tử nó phát triển thì cơ học tương đối tính cũng phát triển. Cơ học tương đối đó, mà phát triển cơ học tương đối là được xây dựng trên nền tảng thuyết tương đối của Einstein đó. Các bạn biết Einstein không? Einstein nổi tiếng về cái lý thuyết gì, nói cho thầy nghe xem. Thuyết tương đối. Thuyết tương đối. Yeah. Cái nổi tiếng nhất của ổng ở chỗ đó là ổng nói những cái mà người ta không hiểu, 100 năm sau người ta mới hiểu. Nhưng ông không được lãnh giải Nobel về cái vấn đề đó. Tại vì quy tắc của giải Nobel đó là gì biết không? Phải có nghiên cứu mang tính đột phá, thay đổi, là bước ngoặt cho sự thay đổi của lý thuyết và công nghệ giải Nobel. Và cái yêu cầu thứ hai đó là phải còn sống cho tới khi được nhận giải. 100 năm sau thì Einstein không đủ thời gian để sống tới thời điểm đó mà được người ta công nhận cái lý thuyết của mình, tại vì cái lý thuyết của ông quá mới. Cái thời điểm ông công bố ra thì người ta nói rằng là không ai hiểu cả. Và thật ra lý thuyết vào thời điểm đó, lý thuyết cho Einstein đưa ra thời điểm đó không kiểm chứng không được. Một trong những nội dung quan trọng của lý thuyết tương đối Einstein đưa ra đó là cái vùng không gian xung quanh những cái vật có kích thước lớn là nó bị cong. Rồi thời gian là Einstein đưa vào thêm một chục trong việc khảo sát các sự kiện. Lúc này mới gọi là bắt đầu không gian 4D, ta gọi là 4D. Tức là không gian 3 chiều và thêm một chiều thời gian nữa, thành 4 chiều. Như vậy chúng ta đi xem phim 4D đó là cũng nhái nhái cái này đó ha. Nhái nhái cái ý tưởng gọi là không gian 4D là như thế. Có nghĩa là 3D rồi cộng thêm nữa cho chúng ta
chuyển động hay là như thế nào nữa là ra 4D đó ha, do cái người mà làm phim họ quảng cáo quảng bá thôi. Thì một trong những cái nội dung quan trọng của ông nói là đưa cái thời gian vào một trong những trục để khảo sát các sự kiện, và vận tốc ánh sáng theo Einstein là bất biến, có nghĩa là vận tốc giới hạn, đó là vận tốc giới hạn trong vũ trụ này. Hiện nay người ta chưa thể chứng minh là có cái vận tốc khác lớn hơn vận tốc ánh sáng. Rồi vùng không gian xung quanh những vật có khối lượng lớn bị bẻ cong, bị cong đi không còn là không gian phẳng nữa. Hay nói khác hơn là ánh sáng mà nó khi nó đi qua đối với các cái ngôi sao một khối lượng lớn như mặt trời thì ánh sáng nó bị bẻ cong luôn. Ánh sáng bị bẻ cong luôn, và thời điểm đó thì không tưởng tượng nổi và không có thực nghiệm nào đo nổi. Mãi 100 năm sau người ta mới đo đạt được và chứng minh lý thuyết đó đúng, thì người ta mới kỷ niệm 100 năm ngày lý thuyết tương đối của Einstein. Đó là thầy nhớ là vào khoảng 2004-2005 gì đó, là thời điểm mà thầy đang học đại học. 2004-2005 là thầy tốt nghiệp. Đó, thì các bạn thấy cái lý thuyết đó, đó là nó cực kỳ mới. Thầy mới giới thiệu cho các bạn hai cái lý thuyết mới đó, thì nó không có nằm trong cái giới hạn học của chúng ta chỉ học vật lý cổ điển. Lý do tại sao mà cái mà các bạn đang học ở đây gọi là vật lý cổ điển hay vật lý đại cương là nó như thế, tại vì nó cũ lắm rồi, nhưng mà cái tính ứng dụng của nó vẫn còn đấy nhé các bạn. Đặc biệt đối với các bạn làm về cơ khí và xây dựng thì lý thuyết vật lý cổ điển luôn luôn còn giá trị, trừ khi các bạn nghiên cứu đến các hiện tượng hoặc là các cái linh kiện mà ở cái mức kích thước nano như thầy đây. Thầy làm cái lĩnh vực chuyên ngành hẹp của thầy đó là nghiên cứu về vật liệu và linh kiện điện tử. Thì đối với các vật liệu này, khi mà đưa nó xuống kích thước nano thì nó chịu sự chi phối của những hiện tượng liên quan tới cơ học lượng tử lúc nãy thầy nói các bạn. Hoặc mình cứ tưởng tượng đây, đây là cơ học Newton, bên đây là cơ học lượng tử, còn phía bên đây đó là cơ học tương đối tính, hai bên khác nhau. Một bên là cho vĩ mô, một bên là cho vi mô, còn ở đây là nơi cơ học Newton, là cái các bạn đang học. Rồi đối với các cái vật lý thì chúng ta quan tâm tới cái lịch sử đó, các bạn đọc thêm ở đây người ta có ghi đó. Thì đối tượng rồi về mặt lý thuyết rồi mô hình, tức là đối vật lý hầu như chúng ta khi chúng ta nghiên cứu nó chúng ta hay mô hình hóa và chúng ta lý thuyết hóa nó lên. Nhưng các bạn hãy nhớ cái nền tảng của khoa học nói chung và của vật lý nói riêng đó là từ thực nghiệm mà ra. Tại sao người ta lại biết được một vật nó chuyển động thẳng đều? Người ta đo mà người ta biết, tức là khi xưa người ta phải đo quãng đường chuyển động của các vật ở những khoảng thời gian khác nhau để người ta xem, hoặc là những khoảng thời gian bằng nhau và người ta đo các quãng dịch chuyển của vật để xem tính chất lặp lại của nó như thế nào, thì người ta mới đưa ra là các cái dạng chuyển động. Nếu như mà các quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau thì chắc chắn là chuyển động đó là chuyển động thẳng đều, là dựa trên thực nghiệm hết. Rồi người ta mới khái quát hóa lên thành lý thuyết. Người ta dùng lý thuyết đó là người ta lại dự đoán những hiện tượng mới cho thực nghiệm. Do đó lý thuyết và thực nghiệm luôn luôn là đi song hành với nhau. Thầy sẽ đi nhanh tới xuống phía dưới này, tại toàn bộ phần này thầy giảng hết cho bạn rồi. Rồi bây giờ thầy nói về cái đơn vị. Nói về đơn vị đo ở trong vật lý, đơn vị ở đây có thể là đơn vị đo chiều dài, đơn vị đo thời gian, đơn vị đo nhiệt độ, vân vân. Đơn vị đo cường độ dòng điện, đơn vị đo hệ điện thế, vân vân. Thì cái thời điểm đầu mà khoa học phát triển đó, thì mỗi nước
những cái nước mà bắt phát triển đó, mỗi nước xây dựng cái nền tảng khoa học khác nhau, do đó họ sử dụng những cái đơn vị hầu như là cũng khác nhau. Rồi sau đó đó thì người ta mới đồng ý xây dựng một cái hệ thống đơn vị quốc tế vào năm 1960. Thì nhiều quốc gia, nhiều nhà khoa học họ hội thảo, họ tổ chức hội thảo và họ thống nhất với nhau là sử dụng một hệ thống đơn vị để dùng để thông báo kiến thức, mà thông báo các cái đại lượng đo, các cái kiến thức mà tất cả mọi người ở mọi nơi trên thế giới khi đọc vào đều hiểu cả. Thì lấy ví dụ như đơn vị mét, thì các bạn biết có nơi như Việt Nam chúng ta là sử dụng mét, tại vì chúng ta thụ hưởng cái hệ thống này mà. Nhưng mà các bạn biết ở Mỹ người ta sử dụng đơn vị chiều dài là gì? Chúng ta thì sử dụng là mét, km, nhưng bên đó người ta sử dụng feet với lại gì? Mile. Đó, người ta sử dụng những cái đơn vị đó. Những cái đơn vị đó là gọi là đơn vị địa phương. Hoặc là nhiệt độ thì ở Mỹ người ta sử dụng đơn vị gì? Độ F thôi thầy. Độ F, chính xác. Yeah. Ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng độ C, nhưng mà ở trong khoa học thì người ta sử dụng độ gì? Kevin. Yes, chính xác. À, trong khoa học thì tất cả những vấn đề trong khoa học, chúng ta muốn báo cáo kết quả khoa học thì chúng ta phải sử dụng đơn vị nhiệt độ là Kelvin. Độ K, độ K mà các bạn cũng học ở phổ thông luôn rồi, không? Hầu như là chúng ta học hết rồi. Có điều là giáo viên chúng ta chỉ nói chúng ta là độ K vậy, độ F vậy, độ C vậy, nhưng mà không có nói cho chúng ta nghe ở đâu sử dụng và tại sao lại sử dụng. Độ K sử dụng tại vì sao? Là nó được dùng cho trong lý thuyết nhiệt động lực học, mà các bạn biết nó liên quan trực tiếp tới năng lượng chuyển động nhiệt của vật và nội năng của vật. Năng lượng chuyển động nhiệt của vật và nội năng của vật thì liên quan trực tiếp tới hằng số Boltzmann nhân cho nhiệt độ, mà được tính ở nhiệt giai Kelvin là độ K đó. Liên quan tới năng lượng chuyển động nhiệt. Thì cái phần nhiệt động lực học cũng là một trong những phần mà các bạn sẽ được học trong chương trình vật lý đại cương này. Lý do người ta sử dụng độ K là vậy. Thì trong nhiệt động lực học đó, nội năng của vật nó bằng nội năng của một cái chất điểm đi, nó bằng 3/2 nhân cho K nhân cho T. T ở nhiệt giai Kelvin thì có nghĩa là gì? Khi T bằng 0, chất điểm không còn dao động nữa. Bây giờ thầy lấy cái chất điểm này là một hạt nhân nguyên tử. Các hạt nhân nó tồn tại trong mạng tinh thể, nó đều phải dao động, nó đều phải có dao động nhiệt của nó. Mọi thứ đều có dao động nhiệt hết. Bây giờ thầy lấy nó là một nguyên tử trong một cái mạng tinh thể. Nó có T bằng 0K, nghĩa là năng lượng dao động nhiệt của nó mất, không có. Các bạn biết tại sao là cái mạng tinh thể này nó còn tồn tại? Bởi vì năng lượng dao động nhiệt của nó cân bằng với lực hấp dẫn do các cái nguyên tử hấp dẫn lẫn nhau. Điều này nghĩa là gì? Năng lượng dao động nhiệt bằng 0 thì lúc này chỉ có một lực tồn tại thôi, đó là lực gì? Hấp dẫn. Lực hấp dẫn này nó sẽ làm cho các cái nguyên tử nó sẽ co lại với nhau và bùm, vật chất không tồn tại được. Đó là lý thuyết, đó gọi là lý thuyết cái chết nhiệt. Mà với lý thuyết như thế này, thật ra điều này, lý thuyết này hiện tại vẫn còn, người ta không dùng nó nữa, nhưng mà cái điều mà nhiệt độ, cái điều còn tồn động lại ở lý thuyết này đó là cái nhiệt độ 0K là cái nhiệt độ không thể có ở trong kỹ thuật. Không thể có trong kỹ thuật bây giờ. Không có. Bởi vì đúng thật sự là nếu như có nhiệt độ 0K là nội năng của
mọi vật nó sẽ bằng không và chúng ta không khảo sát được gì cả, sẽ không còn tồn tại. Thì thật ra các bạn biết là cái điều mà cái chất điểm mà nó có nhiệt độ không ca thì tương ứng với cái hiện tượng mà các bạn, nếu bạn xem nhiều cái video nói về các cái lỗ đen vũ trụ thì cái sự hình thành của nó cũng gần gần tương tự như thế. Đối với lỗ đen vũ trụ, sở dĩ ban đầu nó là các cái mặt trời có kích thước lớn hơn kích thước của mặt trời trong cái thái dương hệ của chúng ta khoảng vài lần, thì nó hoạt động được là nhờ cái phản ứng nhiệt hạch, sự kết hợp giữa hạt nhân hydro với nhau để tạo thành các hạt nhân heli. Thì qua quá trình kết hợp này nó sẽ giải phóng năng lượng. Như vậy hạt nhân hydro không phải là vô hạn ở trong một ngôi sao, nó sẽ có hữu giới hạn. Như vậy nó cứ kết hợp với nhau mãi cho tới một lúc nào đó không còn hydro nữa, ngôi sao nguội dần. Thì lúc này lực cân bằng, lực hấp dẫn của ngôi sao và lực đẩy do nội năng của các phân tử khí không còn cân bằng nữa, lực hấp dẫn lớn hơn, nó làm cho các cái ngôi sao co cụm lại. Và có hai khả năng xảy ra. Khi nó co cụm lại nhanh thì có hai khả năng xảy ra. Một là nó co lại thành một cái vật thể mà có mật độ khối lượng cực lớn. Ví dụ như mặt trời mà co lại thành một vật thể có cái kích thước cỡ một quả bóng tennis. Mặt trời chúng ta đó co cụm lại thành một vật thể có kích thước cỡ như thế, thì bản thân cái vật thể kích thước như thế nó trở thành cái lỗ đen vũ trụ. Còn khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai nó co cụm lại nhanh như thế, nó sẽ nổ cái bùm mặt. Như vậy nói về cái nhiệt, cũng đang nói về cái nhiệt giai Kelvin này, thì các bạn biết hiện tại bây giờ đối với nhiệt độ, người ta có thể tạo lên cái nhiệt độ cỡ 2000-3000 độ C rất đơn giản, 2-3000 độ K cũng rất đơn giản, nhưng tạo ra nhiệt độ -273 độ C là điều bất khả thi. -273 độ K đó là không K, độ C tức là không K đó, không K là điều bất khả thi. Công nghệ hiện giờ người ta có thể đẩy nhiệt độ xuống khoảng tầm 4K. 4K là -200 mấy? 269, 270. Có nghĩa là hạ nhiệt độ âm xuống rất khó. Người ta có thể đưa xuống 4K bằng heli lỏng các bạn. Các bạn biết nghe heli lỏng không? Khí heli á. Dùng heli lỏng người ta có thể đưa nhiệt độ xuống là 4K, và dùng nitơ người ta có thể đưa nhiệt độ xuống 80K. Thì trong cái lĩnh vực mà làm khoa học giống như thầy đó thì người ta sử dụng heli và nitơ rất nhiều, heli lỏng và nitơ rất nhiều. Hồi thầy làm việc ở Đài Loan và ở Anh đó, thì thầy sử dụng nitơ lỏng hàng ngày để hạ nhiệt độ của các vật xuống đó các bạn. Nó sử dụng trong các cái hệ kính hiển vi điện tử, nó cũng sử dụng trong các cái hệ bơm 7 chất khí, hệ bơm mà xuống áp suất cao, xuống cái độ chân không cao, có nghĩa là áp suất thấp, trong những cái hệ bơm mà xuống áp suất thấp để chi? Để mật độ vật chất trong đó rất thấp thì nó không có gây ra tạp chất cho các cái linh kiện mà người ta làm ra, cái linh kiện điện tử đó. Ok, thì cái lý do thầy đã giảng về lý do tại sao mà chúng ta có phải xây dựng một cái hệ đơn vị chuẩn quốc tế là như vậy ha. Rồi ở đây các cái đơn vị chiều dài này kia, rồi đơn vị khối lượng này kia, các bạn tự xem cho thầy nhé không. Ở đây cũng vậy, đơn vị đo chiều dài, khối lượng, vân vân.
thời gian. Rồi thầy sẽ đi nhanh vào cái gọi là cái sự mô hình hóa trong vật lý. Trong vật lý chúng ta thì cái việc mô hình hóa xảy ra rất nhiều mọi nơi. Ví dụ như các bạn nói bây giờ nguyên tử, và các bạn học ở phổ thông đó, các bạn nói cho thầy nghe thôi, cấu trúc nguyên tử là cấu trúc sao? Ai trả lời cho thầy xem? Các bạn được dạy ở phổ thông là nguyên tử nó có cấu tạo sao? Có ai nói thầy nghe được không? Đúng rồi, nó bao gồm proton, neutron và electron. Rồi hồi nãy bạn mới giơ tay đó là bạn trả lời cho thầy, bạn nói đi. Em thưa thầy là nguyên tử cấu tạo gồm hạt nhân, trong hạt nhân thì gồm có neutron và proton, còn bên ngoài là các electron chuyển động tự do. Chuyển động tự do hay là nó phải chuyển động theo quỹ đạo tròn hay là quỹ đạo là hình cầu? Quỹ đạo hình tròn, hình cầu thầy ạ. Hình tròn phải không, là các quỹ đạo tròn phải không? Rồi đó, thì thật ra bây giờ thầy sẽ nói về cái mô hình nguyên tử cho các bạn. Đây các bạn nhìn thấy mô hình nguyên tử thầy nói đây ha. Cái mô hình nguyên tử thì ban đầu mà người ta đưa ra chúng ta đó, thì tất nhiên là trong hạt nhân nó sẽ có neutron, proton, neutron và có thể có các hạt quark nữa. Rồi thì chủ yếu là chúng ta sẽ quan tâm tới cái hạt proton, neutron, những cái mô hình đưa ra ban đầu. Tuy nhiên các bạn biết trong quá trình phát triển của khoa học có rất nhiều mô hình của nguyên tử đã được đề xuất. Mô hình đầu tiên là mô hình một cái bánh. Đây, nguyên tử nó là một cái bánh ha. Một cái bánh trong đó có rất có một số cái hạt nho. Bánh này là bánh rồi. Chúng ta có một cái bánh. Tại sao có cái mô hình này? Lý do đó là trong cái nhận thức ban đầu của các nhà khoa học á, các nhà nghiên cứu á, thì các bạn biết là nguyên tử bình thường nó phải như sao? Trung hòa về điện. Đồng ý không? Các bạn đồng ý không? Bình thường là nguyên tử trung hòa về điện, có nghĩa là điện tích của nó phải bằng tổng điện tích của nó bằng không. Thì để đáp ứng được cái tính chất này của nguyên tử, đầu tiên ông Thomson ông đưa ra cái này là các bạn biết cuối thế kỷ thứ 19 á, chứ không đùa đâu. Cuối thế kỷ 19 Thomson mới đưa ra cái mô hình nguyên tử, nó là một cái bánh giống như bánh quy, trong đó nhìn bánh quy mà nhân là các cái hạt nho đi, thì ở đây các điện tích dương là cái nền bánh màu vàng, các electron là các cái nhân nho này, hai cái này trộn lẫn một cách ngẫu nhiên với nhau tạo thành cái bánh. Đó là mô hình đầu tiên của nguyên tử, và người ta giải thích rất tốt cái tính trung hòa về điện của mô hình này. Miễn sao là tổng điện tích của các electron này nó bằng với tổng điện tích của cái bánh vàng này là được, là thỏa mãn cái tính trung hòa về điện rồi. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như thế, khoa học không dừng lại sau khi họ đã khám phá một thứ. Cụ thể là ông Rutherford, ông đã, cái tên này thầy nghĩ là các bạn cũng đã biết được, học ở phổ thông các bạn biết rồi. Ông đã làm thí nghiệm tán xạ của hạt nhân alpha của cái chùm hạt alpha, hạt nhân heli đó. Rồi hạt nhân dương, một cái hạt nhân dương cho tán xạ, rồi ông cho hạt nhân
một cho một cái thí nghiệm là cho một cái chùm hạt alpha bắn qua một cái lá vàng, nên là ở đây mới có cái hình là bắn vào một lá vàng. Chùm hạt alpha bắn vào một lá vàng đây, thành ra ở đây mới có cái thỏi vàng nửa ký. Lấy thỏi vàng nửa ký này chắc nghiên cứu hoài không hết đâu, nhưng mà cái thỏi vàng nửa ký này mục đích ở đây chỉ để và thu hút sự chú ý của các bạn thôi, tức là chúng ta dùng vàng trong cái nghiên cứu này. Tất nhiên cái lá vàng này phải được cán rất mỏng, bề dày của nó ở tầm micromet, tại vì vàng rất là dẻo, nó có thể cán mỏng dễ dàng ở mức micromet. Và các bạn biết ở tầm 100 nanomet là chúng ta có một cái lớp vàng rồi. Hồi thầy làm ở bên Đài Loan đó, là thầy cầm một cái máy, cái máy đó là gọi là cái máy e-beam, e-kênh e-vibration, tức là cái máy mà thầy dùng chùm điện tử đó, thầy bắn vào trong cái chén vàng, vàng nó bốc hơi lên, nó phủ lên bề mặt lớp vật liệu. Thầy có thể kiểm soát được cái bề dày của lớp vàng ở tầm khoảng 5 nanomet, tức là 50 angstrom. Tức là kiểm soát bằng các thiết bị đó thôi, chứ còn tức là mình chỉnh chỉnh thiết bị để mà có thể kiểm soát được cái bề dày của vàng ở mức 5 nanomet là được. Thì ở đây là cán tới vài tới mức micromet thì nó là khá là dày đó. Thì khi mà ông làm cái thí nghiệm cho cái chùm hạt alpha chiếu vào đây thì có một cái hiện tượng rất hay xảy ra, đó là hầu như các cái tia, ông đặt cái máy đo ở phía sau, ông đặt cái máy đo phía sau và cái thiết bị đo nè, ông thấy là đúng rồi, hầu như là các hầu hết là các cái chùm alpha này nè, nó cũng đi thẳng tới đây, đi thẳng tới cái điểm đo này. Nhưng có một điều hay xảy ra, có một điều kỳ lạ xảy ra là có một số tia nó lại lật sang hai bên. Rồi, có một số tia nhỏ nó bị lọt sang hai bên này, tia alpha đó, số cái hạt nhân heli nó bị lọt qua, ngoài cái việc các cái hạt chính là nó đi tới đây rồi này, nên cho không màu bởi vì nó ít thôi, nó lọt sang hai bên như thế này. Thì dựa vào cái mô hình bánh quy này nè, hay là mô hình trái dưa hấu, ở trong trái dưa hấu các bạn có trái dưa hấu ha, mô hình trái dưa hấu, trong trái dưa hấu tròn đó, chúng ta có các cái ruột dưa hấu và các hạt dưa hấu. Hạt dưa hấu các bạn xem các ai đó trong ruột đỏ dưa hấu các bạn xem, đó là tổng các điện tích dưa. Thì cái mô hình này không giải thích được hiện tượng này, lý do không giải thích được cái tia bị tán xạ ra nè. Rồi, thì hiện tượng này chúng ta gọi hiện tượng tán xạ Rutherford. Người ta dùng mô hình này giải thích không được. Tại vì sao? Nếu như cái mô hình này là đúng, thì bạn xem nhé. Khi thầy cho chùm hạt alpha
chạy qua. Thì mọi nơi trên hạt alpha nó có điện tích dương. Cái môi trường này là điện tích dương. Thì mọi nơi đều phải như nhau. Nếu như chỗ này không bị tán xạ thì những chỗ khác cũng sẽ không bị tán xạ, bởi vì chùm dương này nó bị muốn bị tán xạ là nó phải tương tác với một cái hạt điện tích dương rất lớn nào đó, nó bị hạt điện tích dương nó đẩy đi thì nó mới đổi phương được. Và lúc này Rutherford mới nghĩ ra cái mô hình thế này đây. Bây giờ điện tích dương không còn là nguyên cái bánh to đó nữa, mà nó tập trung vào một cái chỗ lớn ở giữa nè. Rồi các electron cũng vậy, cũng không phải muốn nằm ở đâu thì nằm, nó cũng sẽ nằm trên những cái quỹ đạo nào đó ổn định của nó. Và hạt nhân, cái khoảng không gian giữa hạt nhân và cái ở trong này là rất là lớn. Thì với cái lý thuyết này các bạn xem nhé, nếu như thầy cho một cái hạt, một cái chùm heli đi qua, đi tới đây thì sao? Đi tới đây thì rõ ràng là tới đây thì nó cũng có bị hạt nhân này đẩy hơi hơi lên đó. Rồi, đẩy hơi hơi lên. Tới trên đây thì đi thẳng luôn nè. Nhưng đi càng gần vào trong hạt nhân thì đẩy lên càng cao. Càng lên đây càng cao nữa. À, nó tạo ra cái sự thay đổi góc của các cái chùm hạt alpha ở đây. Tương tự như chỗ này cũng vậy. Chỗ này không đúng rồi. Đó, các bạn thấy chính cái việc mà các điện tích dương bây giờ nó tụ lại chỉ một điểm ở đây, nó đã giải thích cho cái tán xạ, vấn đề tán xạ của hạt alpha thông qua cái tấm vàng trong cái nghiên cứu của Rutherford năm 1911. Thì cái mô hình nghiên cứu về nguyên tử nó đã thay đổi, các bạn thấy chưa? Và cho tới điểm này thì thời điểm này thì chúng ta biết rằng ở trong, khi mà người ta nghiên cứu về nguyên tử, ở trong nguyên tử không chỉ có là hạt neutron, và trong hạt nhân nguyên tử không chỉ có neutron và proton không, mà có thể có những hạt quark vân vân. Như vậy mô hình vật lý thì để mô tả các cái đối tượng của vật lý thay đổi liên tục theo thời gian. Và cái mà mọi người dùng, người nói với chúng ta đó, tất cả đều là mô hình cả. À, kể cả mô hình nguyên tử của Thomson và mô hình nguyên tử của Rutherford ở đây. Thì đối với cái phần này, khi các bạn học tới vật lý 2, các bạn sẽ gặp lại nó. Người ta sẽ nói lại với các bạn, và thậm chí nói rõ hơn cái mà thầy đang nói ở đây. Đấy ha. Rồi, đó là thầy nói về cái mô hình. Các bạn xem thêm những cái đó. Thì đối với cái kỹ thuật mô hình hóa thì người ta đó là người, thì người ta sẽ phải xác định đối tượng rồi là mô tả cái mô hình đó, giống như bên đây thầy nói nè, thầy mô tả từ nãy giờ cho các bạn dựa trên cái ví dụ. Rồi ở đây cái phần slide này nó nói về cái kích thước và đơn vị, thì thôi các bạn tự xem cho thầy nha, nó liên quan tới đơn vị chiều dài thôi, nãy mình cũng đã nói rồi, sự chuyển đổi đơn vị mình tự xem luôn. Rồi cái thứ nguyên, rồi các cái giá trị, và ở trong các cái phép đo chúng ta có cái uncertainty in measurement, tức là khi bạn đo một đại lượng không bao giờ bạn có con số chính xác.
các bạn có cái thước đây, cái thước thầy kêu các bạn đo một cái viết, và cái điều này thầy hay kêu con thầy làm lắm. Đây là bước đầu làm thực nghiệm nè, cầm cái thước đo chiều dài cái thước nè, đo chiều dài. Thì cái việc đo chiều dài này thầy đo lần thứ nhất thầy thấy là 14.3, rồi chính xác không? Thầy đo vị trí khác tiếp, thầy đo lại khoảng 14.4, vân vân. Các lần đo khác nhau của thầy nó có thể lệch 14.3, 14.4, có thể 14.2. Hầu như khi chúng ta làm thực nghiệm đều có sai số. Sai số này do thao tác của chính bản thân chúng ta. Chúng ta đo là nó có sai số. Hay gọi là uncertainty of measurement là như thế. Và thậm chí bản thân trên cây thước nó cũng có sai số luôn. Cây thước này là cây thước cơ bản người ta dùng máy đồ thôi. Thì nếu như bản thân có nhiều cái cây thước mà dùng làm khoa học đó, thì nó có ghi cái sai số trên cái thiết bị đó. Còn đối với cái này thì chúng ta không có sai số, thì chúng ta lấy cái giá trị nhỏ nhất của nó làm sai số. Ví dụ như ở đây độ chi nhỏ nhất của nó là 1 mm, thì sai số có thể lấy 1 mm ở đây. Đúng không? À, đó là cái sai số liên quan tới thiết bị. Còn sai số liên quan tới cái thao tác đo của chúng ta nữa là có. Thành thử ra trong vật lý thì hầu như, ví dụ như các bạn nói đại lượng thì chắc chắn là phải có sai số đối với cái đại lượng đó, chứ không phải nói là nó dài 15 mét là chính xác 15 mét đâu. À, mà các bạn học trong kỹ thuật đôi khi người ta gọi là dung sai hay này kia gì đó. Yeah. Thì khi nói về chất giá sai số thì phải có cái giá, cũng phải nói về cái giá trị gọi là giá trị đặc trưng. À, giá trị đặc trưng ở đây là các bạn đo, ví dụ như nãy thầy đo đó 14.1, có thể là giá trị thực sự của nó là 10, thầy đo là thầy đo kỹ lại, thầy sai số đây là một mà. Nhưng mà có nhiều cái thiết bị đo thì những cái vấn đề thầy dùng cái thước Balmer đi chẳng hạn, thầy đo là 14.123 đi chẳng hạn, thì nếu như thầy lấy cái sai số là chỉ một con số không đằng sau dấu phẩy thì giá trị đặc trưng của thầy thì là 14.1. Nếu mà thầy quy ước là 12 số thì giá trị đặc trưng là 14.2. Chưa, chưa có phép đo đó. Còn cái khúc sau này chúng ta sẽ tính vào trong cái sai số của nó. Rồi, xong cái phần nói về cái phép đo đó. À, kế tiếp đó là homework. À, các cái bài tập này thầy đã đưa lên trên hệ thống cho các bạn. Và nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn giải nó và các bạn up lên hệ thống cho thầy. À, đáng lý là chúng ta có thể học luôn cái chương 2, nhưng mà dạ thầy ơi, rồi nói đi em, có cho em chụp lại mấy cái bài tập mà nãy thầy giao đi thầy. Yên tâm, không cần chụp, thầy gửi ra cho, thấy chưa, thấy chưa? Dạ rồi thầy. Thấy chưa, ngay cái chỗ assignment này nè là nó đã có cái bài tập thầy giao cho em rồi đó, thấy không? Rồi làm sao mình coi được cái group của mình? Mình bấm vào participant này. Các bạn bấm vào, các bạn thấy tên các bạn chưa? Ví dụ như Nguyễn Hoàng Anh thuộc nhóm mấy? Nhóm 6. Trong đây chỉ có một người duy nhất, không có nhóm nào thôi, đó là thầy. Ok. Còn lại là các bạn. Đó, các bạn tự xem coi các bạn nhóm mấy nha. Được chưa? Ok, rồi. Vậy thì các bạn đã biết cách làm việc với nó rồi đó. Dạ thầy ơi, cái bài tập này là mình nộp theo nhóm hay là nộp cá nhân thầy? Nộp cá nhân, thầy chấm điểm từng cá nhân. Làm theo nhóm nhưng mà nộp cá nhân. Dạ. Dạ thầy ơi, hạn cuối nộp là chừng nào thầy? Đây, có hạn cuối luôn. Bấm vào. Hạn cuối 5 ngày 6 tiếng đồng hồ nữa.
tức là bạn phải nộp trước 23:59 ngày ngày thứ ba, tại vì thứ tư các bạn ngày thứ tư tức là thứ năm các bạn học phải không, các bạn phải nộp trước 23:59 ngày thứ tư, tức là 12 giờ đêm á, trước 12 giờ đêm ngày thứ tư. Và thời gian còn lại đây nè, nhìn lên đây là mình sẽ thấy khi nào hết thời gian thì các bạn không có được nộp bài nữa đâu. À, hồi nãy thầy có giải thích rồi đó em. Trong đây các bạn thấy có chữ là gì? Conceptual question và problem phải không? Nhìn trong textbook này đây. Trong phần textbook tiếng Anh này nó có hai, nó có nhiều cái phần câu hỏi. Các bạn thấy phần conceptual question này không? Đây là phần riêng thì các bạn phải giải cái bài tập trong phần conceptual question này. Rồi xuống đây các bạn thấy phần problem không? Để các bạn giải các bài trong đây. Thì theo cái số thứ tự mà thầy đã yêu cầu các bạn thôi. À, ví dụ số thứ tự là conceptual question thì yêu cầu giải bài chương 1 chứ ha. Giải bài 1, 2, 3 thì bạn thuộc dù bất kỳ nhóm nào bạn hướng giải vẫn phải giải bài 1, 2, 3. Còn problem đó thì bạn được phân công vào nhóm nào thì bạn giải nhóm đó. Vậy thôi. Ok. Ok không? Dạ thầy ơi. Ơi. Dạ hôm nay là mình mới học hết chương 1 nên là mình chỉ cần làm bài tập chương 1 thôi đúng không thầy? Chính xác. Đúng rồi đấy. Mình học hết chương 1, mình làm bài chương 1 thôi. À, chỉ là coi nhóm phải không? Bấm vô nè, participant nè. Participant nè. Bấm vào đây. Rồi, tên của mình là tên gì thì mình tìm xem nha. Ok. Gia Bảo nhóm 5 nè. À, Duy Tân là nhóm 1 nè, đó vân vân. Rồi, còn hỏi gì nữa? Rồi, thầy mới chỉ đó là nắm được chưa Dũng ơi? Dạ được rồi ạ, dạ được rồi ạ. À, làm lại ha. Ok. Nè, nhìn đây nha. Đây là cái trang chính của các bạn. Bên đây là các cái đường dẫn nè. Các bạn bấm vào đây nè được không? Vào cái participant ở bên đây nè. Mà thấy cái bàn tay của thầy nó di chuyển không? Bàn tay chỉ vô đây. Bấm vô đây nha. Được chưa? Ok. Hoàng Anh nè, có rồi nè. Ủa, nếu vậy lúc nhập bài mình có cần ghi tên nhóm không thầy? Không cần. Tại vì nhóm đó là để thầy phân ra để cho các bạn giảm tải làm bài tập thôi. Dạ. Các bạn ghi tên là giống như lúc nãy thầy nói là họ tên bạn phải không? Tên là Dũng đi ha. Là gì Dũng đó ha, ví dụ Nguyễn Tấn Dũng đi. Rồi. Thầy ơi, cái bài tập của mình mà thầy giao là vô đâu coi vậy thầy? Tiếng Việt đó thầy. Hả? Muốn xem tiếng Việt, muốn so sánh giữa tiếng Việt với tiếng Anh thì trong đây cái giáo trình tiếng Việt có đây. Bấm vào. Download về. Sau khi download xong mở lên. Mở lên. Đây tiếng Việt. Được chưa? Đây nhá.
toàn bộ phút sau này. Rồi các cái bài tập. Rồi bạn so sánh và bạn có thể xem cái câu hỏi. Bạn có thể xem câu hỏi bên này. Được chưa? Rồi bạn đã rõ chưa? Dạ rồi thầy. Nhóm này là cố định cho hết khóa học luôn. Rồi đúng rồi đó, kết hợp Zalo tạo nhóm ha, tạo nhóm học tập ngay đi, hợp lý. Đúng rồi em. Câu hỏi trắc nghiệm là chỉ cần đánh ABCD thôi. Chọn thôi. Có dạng điền khuyết á, thì chúng ta phải điền vào. Có thể là có dạng điền khuyết nữa, nếu như thi cuối kỳ á, cuối kỳ các bạn có điền khuyết nữa thì điền khuyết với trắc nghiệm thì cũng là bạn phải giải được, bạn mới biết. Bạn trả lời. Để thầy tạo cái forum trên đây cho các bạn lên đây tha hồ trao đổi nè. Rồi các bạn có thể lên đây kêu gọi đồng minh ha, vào cái nhóm vân vân, thảo luận ngay trên đây và thậm chí các bạn có thể hỏi nhau ngay trên đây luôn, được không? Dạ được ạ. Đó vô đây nè, các bạn vô discussion nè, rồi các bạn có thể post câu hỏi lên, rồi các bạn trao đổi với nhau trên này, được không? Như vậy nó sẽ ngoài việc mà chứ nhóm mình không cũng có thể là giao lưu với nhóm khác nữa, hoặc là bản thân nhóm mình không mình cũng có thể trao đổi trên đây được rồi. Tại vì các bạn hãy nhớ là thầy cho các bạn bài tập là ví dụ như thầy cho là về bài tập các bạn cần phải giải là bao gồm bài các bài tập phải giải bao gồm bài 1, 2, 10, 16, 26, 33, 34. Đó là các dạng bài tập có khả năng xuất hiện trong đề thi. Như vậy bản thân bạn chỉ giải bài 2 không? Đủ để bạn thi không? Không đủ. Bài 2 này không là yêu cầu tối thiểu thầy yêu cầu bạn phải có giải bài tập để thầy, bạn up lên cho thầy để nhẹ gánh cho bạn thôi. Những bạn khác đã giải bài 10, bài 16 thì nhiệm vụ của bạn phải đi hỏi những bạn đó để trao đổi với nhau. Mình có quà để mình trao đổi ha, mình có bài số 2. Mình đi trao đổi với nhóm khác bài số 10. Mình trao đổi nhóm khác bài 26, bài 33 nếu như mình đủ sức, đủ giỏi mình giải hết luôn. Thì càng tốt tại vì mình phải thi những dạng này mà. Bạn hiểu không? Bạn phải thi là những dạng này. Đó, thành ra là cái việc các bạn phải tìm và bạn trao đổi với nhau đó là cái điều bắt buộc các bạn phải làm trong khoa học. Bạn nào mà càng cô lập bản thân mình thì bạn càng phải tự giải nhiều bài tập hơn thì bạn mới có điểm số cao được. Đó là lý do cần cái sự thảo luận và cần cái sự hợp tác với nhau. Rồi các bạn đã hiểu được cái tinh thần, cái tinh thần ha, đó là thầy đưa ra cho. Rồi mời Nguyễn Quốc Anh.
Không, mình kiếm bài tập thêm đó thôi. Bài tập để làm thêm nữa. Ngay trong cái giáo trình này nó còn rất nhiều bài tập để em làm thêm ở trong giáo trình đó em. Dạ dạ dạ. À, các cái bài này ở đây là các cái bài tối thiểu thôi. Còn lại thì rất nhiều. Các bạn thấy nội trong sách tiếng Việt đây là cũng tầm nhiêu 19 bài là bạn giải bở hơi tai trong một chương rồi đó. Ha. À, hoặc là trong sách tiếng Anh thầy mở xem cũng vậy thôi, như nhau mà. Đây nhiều lắm, nó nói tới là tiếng Việt đó là các bạn lưu ý nha, các bạn xem cái số đánh số thứ tự đó là theo cái sách tiếng Anh nha các bạn. Cái sách tiếng Việt thầy đưa ra để cho các bạn tham khảo, để các bạn tra cứu tiếng Anh thôi. Đó. Nè các bạn thấy không, trong sách tiếng Anh này nó tới tầm tổng cộng 73 bài. Bạn muốn làm thêm bạn cứ vào đây. Nghe không? Tất nhiên bạn không phải chơi vơi một mình bạn đâu. Khi mà học xong cái chương rồi, đã hết cái quá trình nộp bài tập rồi, thầy sẽ up bài toàn bộ bài giải lên cho các bạn để các bạn tự kiểm chứng và tự kiểm tra. Hay đó là cái cách để chúng ta tự học đó, thầy sẽ up toàn bộ bài giải lên, được chưa? Nên các bạn mà có giải thêm thì các bạn cũng không lo. Rồi mời Hải Minh. Dạ thầy ơi, mình có cách nào để liên hệ với thầy không thầy? Khi mình học xong test rồi. Có nhiều cách, là em nhắn tin ở trên hệ thống cho thầy, trên hệ thống nó cũng có tin nhắn. Chỗ này đây. Chỗ này có cái phần message. Nha. Em bấm message em gửi cho thầy là được. Rồi, gửi cho thầy. Đánh vì đó. Được chưa? Không dạ. Gửi đi. Em cảm ơn thầy ạ. Ok. Hoặc là các bạn gửi mail cho thầy. Các bạn biết email thầy không? Đầu chương á, thầy có ghi cái email thầy trên đó luôn. Đây. Thầy tên là Đỗ Huy Bình. Email của thầy đây. Được không? Trong tài liệu mình có luôn, trên giáo trình học các bạn thầy cũng có ghi trên đó. Thầy không cần đâu về đâu, trên đó có luôn á, trên đây nè, chapter note đó là có luôn ha, các thông tin của thầy. Làm bài tập thầy giao trên từng chương mà thầy dặn nha Minh ha Tuấn Kiệt. Làm bài tập từng chương trên cái trên từng chương thầy dạy xong, ví dụ thầy vừa dạy xong chương 1, thầy có giao bài tập ở ngay chương 1 rồi cứ nộp bài trên chương 1. Lỡ thầy dạy 2 chương thì làm bài tập 2 chương. Hôm nay thầy định là dạy lố qua chương 1 một chút đó, nhưng mà thôi. Lố qua chương 2 một chút đó, nhưng mà thôi hôm nay mở màn vậy được rồi. Cái lớp trước các bạn là thầy dạy lố qua chương 2 một chút. Tại chương 1 này đơn giản mà, đâu có học cái gì đâu, phải không? Đơn giản. Ha ha ha.
Cũng không cao lắm đâu em. Nhưng mà không học thì rất chắc. Không học thì rất chắc, tại vì môn này thật ra thời điểm hiện tại bây giờ đó là cái môn này rất ít, ít hơn rất nhiều so với hồi xưa. Hồi xưa cái môn này rất nhiều lắm, nhiều bạn là năm cuối rồi, năm thứ tư, năm thứ năm, có anh chị năm thứ sáu mà quay về trả nợ mới môn vật lý đại cương mà. Nhưng mà hiện tại thì mọi thứ nó đã thay đổi, các bạn chỉ cần học nghiêm túc là các bạn qua được thôi, không phải tới cái mức mà là bất khả thi. Ừ, đúng rồi đấy em. Các bạn cố gắng kiếm điểm cái điểm giữa kỳ. À, thầy thấy có những năm có những anh là bị thiếu cái điểm nào, các bạn biết không? Cái điểm làm bài tập, bị hụt cái điểm làm bài tập. Anh đó là sau khi tính tổng điểm gồm có điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ thì là 4.9, còn thiếu 0.1. mà 0.1 đó là lý do, đó là gì? Đó là cái điểm bài tập anh nó không có, không chịu làm, không chịu nộp bài tập, nên là nó ảnh hưởng tới điểm giữa kỳ, ảnh hưởng điểm giữa kỳ, xong rồi cái cuối kỳ nó lại cuối kỳ thi là coi như là cũng thấy cũng ổn ổn rồi, nhưng mà cuối cùng lại không qua được, 4.9 phải học lại, đau khổ, là bị thiếu cái điểm bài tập. Nên là cái điểm giữa kỳ ấy, các bạn cố gắng hết sức lấy được cái nào thì lấy. Thứ nhất là tham gia học cho đủ nè, thứ hai đó là nộp bài tập cho đủ nè. Không, cố gắng. À, Lê Minh Nhật cây thì đúng rồi, 4.9 thì cũng đau khổ lắm chứ bộ. Cố gắng thảo luận với nhau, các nhóm cũng có thể thảo luận với nhau, và các bạn nhớ là các bạn phải trao đổi với nhau ha, bạn phải trao đổi với nhau về bài tập. Ví dụ như nhóm bạn được giao làm bài số 2, nhưng mà thật ra là các cái bài tập thầy giao cho các nhóm khác có cái bài khác nữa, là các bạn phải phải hỏi thêm các bạn khác giải cái bài tập đó như thế nào đó nhé. À, kênh YouTube hả, thì thầy chỉ up lên những cái bài giảng mà thầy dạy các bạn thế này thôi. À, ngoài ra cũng có thể là trên các kênh YouTube đó các bạn có thể xem lại các cái bài học cũ mà các năm trước thầy dạy, thầy up lên đó, các bạn có thể xem. Rồi có các bạn có thể xem lại là có thể có thầy có hướng dẫn giải một số cái bài tập, các bạn cũng có thể xem trên đó. Còn dạy theo từng chuyên đề trên YouTube và dạy theo từng chuyên đề và quay sẵn để dạy từng chuyên đề thì thầy chưa có up cái dạng như thế nha. Khác nhau thế nào Quốc Anh? Bài tập nộp bằng tiếng Việt nha. Ai nộp bằng tiếng Anh thầy cũng chấp nhận luôn, rất sẵn lòng nhận các cái bài tập nộp bằng tiếng Anh. Thì đó, người ta chỉ chọn ra một số cái câu, một số cái câu mà đặc sắc là người ta muốn các bạn làm, thì trong các câu đặc sắc đó đó lại được lọc lại nữa thành các cái câu đặc sắc hơn, đó là cái số câu mà thầy cho các bạn làm đó. Các bạn coi coi cái số câu trong tiếng Anh thầy cho các bạn làm có nhiều hơn trong cái số câu ở trong sách tiếng Việt không?
À, nhưng mà các bạn có thể giải với cái sách tiếng Anh đó, nó có nhiều bài hơn thì các bạn muốn giải thêm thì các bạn giải thôi, thấy không? Thành thử ra thầy mới yêu cầu các bạn là lấy cái số theo cái sách tiếng Anh chứ không có theo cái sách tiếng Việt, tại vì số theo sách tiếng Việt là cái số không phải là số của sách gốc, mà số là các cái bài các thầy cô đã lọc lại rồi. Còn các cái bài mà đánh số ở trong tiếng Anh mà thầy giao cho các bạn đã lọc hơn nữa. Rồi các bạn còn có muốn trao đổi cái gì nữa không? Các bạn có muốn hỏi thầy cái gì nữa không? Ok rồi, cảm ơn. Nếu không thì chúng ta có thể dừng lại cái buổi học ngày hôm nay ở đây nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia lớp học của thầy. Hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào thầy. Rồi. Rồi. Chào thầy. 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 Chào các bạn. Em chào thầy. Rồi chào các bạn. Em chào thầy ạ. Ok, chào em. Em chào thầy ạ. Rồi chào các bạn.